Chào mừng các em đến với kênh Hải Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 6 bài số 6, tiết 2 phần bài tập nhé. Chúng lớp xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bài số 6, chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết chung cùng một tổng phần bài tập nhé. Trước hết là câu số 1. Khẳng định sau đây khẳng định nào sau đây là đúng, khẳng định nào là sai nhé. Giờ trước hết là câu A, 1560 cộng cho 390 chia hết cho 15. Như vậy là mình muốn biết khẳng định này đúng hay sai thì mình kiểm tra xem 1560 có chia hết cho 15 hay không. Giờ sau đó mình kiểm tra xem 390 có chia hết cho 15 hay không. Đúng không? Như vậy mình thấy là nếu cả hai số hạng đều chia hết cho 15 thì tổng sẽ chia hết cho 15, đúng không? Giờ như vậy là sau khi kiểm tra thì mình thấy đúng. Giờ mình trả lời. Câu A là đúng. Vậy mình thấy là 1560 sẽ chia hết cho 15. Đúng. Và 390 cũng chia hết cho 15. Nên tổng sẽ chia hết cho 15. Nên 1560 cộng cho 390 sẽ chia hết cho 15. Đúng này. Giờ tiếp theo là câu B, 456 cộng cho 555 không chia hết cho 10. Như vậy là mình nhớ là một số chia hết cho 10 khi chữ số tận cùng là 0, đúng không? Như vậy mình lại sẽ lấy là mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 6 cộng 5 là 11. Như vậy tổng này, kết quả của tổng sẽ có chữ số tận cùng sẽ là một số 1. Nên sẽ không chia hết cho 10. Như vậy đây là câu đúng. Vì bây giờ mình tính tổng nha. 456 cộng cho 555 bằng. Giờ mình sẽ tính tổng. 6 cộng 5 là 11, viết 1 nhớ 1. Hàng chục, 5 cộng 5 là 10, khi 1 là 11, viết 1 nhớ 1. Hàng trăm, 4 cộng 5 là 9, khi 1 là 10. Như vậy mình thấy là 1011 thì có chữ số tận cùng là 1 nên sẽ không chia hết cho 10, đúng không? Nên 456 cộng cho 555 sẽ không chia hết cho 10. Đúng này. Giờ tiếp theo là câu C. Giờ câu C 77 cộng 49 không chia hết cho 7. Như vậy mình thấy là 77 sẽ chia hết cho 7, đúng không? 49 cũng chia hết cho 7. Như vậy tổng này phải là chia hết cho 7. Người ta nói để nói là không chia hết cho 7. Như vậy đây là câu sai. Sai vì mình thấy là 77 sẽ chia hết cho 7. Và 49 cũng chia hết cho 7. Nên tổng sẽ chia hết cho 7. Giờ tiếp theo là câu D, 6624 trừ cho 1806 chia hết cho 6. Như vậy mình kiểm tra mình thấy là 6624 sẽ chia hết cho 6. 1806 cũng chia hết cho 6 nên đây hiệu sẽ chia hết cho 6. Như đây là câu đúng nhé. Vậy 6624 sẽ chia hết cho 6.
1806 cũng chia hết cho 6. Nên hiệu sẽ chia hết cho 6. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống như Khởi? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ bật tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Trong các phép chia sau, phép chia nào là phép chia hết? Phép chia nào là phép chia có dư? Mình sẽ biết kết quả phép chia dưới dạng là A bằng B nhân Q cộng cho R. Với R lớn bằng 0 và nhỏ hơn B nhé. Giờ như vậy là 144 chia cho 3. Mình sẽ thực hiện phép chia. Giờ sau đó mình sẽ viết dưới dạng này nhé. Giờ hãy sẽ làm câu này. Như vậy là 144 mình sẽ chia cho 3 thử bằng bao nhiêu. 144 mà chia 3 thì 48. Có nghĩa là 144 sẽ bằng 3 nhân cho 48. Như vậy lúc này mình sẽ suy ra là 144 chia 3 là phép chia hết. Đúng. Có nghĩa là số dư bằng 0 thì có nghĩa là phép chia hết. Câu B. 144 chia cho 13. Như vậy mình sẽ thực hiện 144 chia 13 thì bằng bao nhiêu? Mình thấy là chia cho 13 thì được 11 và dư 1. Có nghĩa là 144 sẽ bằng 13 nhân cho 11 và cộng cho 1. Đúng không? Như vậy mình thấy là có dư nên mình trả lời là 144 chia cho 13 là phép chia dư. Đúng không? Chia 13 thì dư dư 1 nhé. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu C. 144 mình chia cho 30. Giờ mình thực hiện phép chia. Mình thấy là 144 mà chia cho 30 thì được 4 và dư 24. Như vậy có nghĩa là 144 sẽ bằng 30 nhân cho 4 và cộng cho 24. Như vậy mình kết luận đây là phép chia dư và dư là 24. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ bắt tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3. Tìm các số tự nhiên Q và R. Biết cách viết kết quả phép chia có dạng là 1298 bằng 354 nhân Q cộng R. Và R sẽ lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn 354. Giờ thầy sẽ làm câu số 3. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ lấy 1298 chia cho 354 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính ngoài nháp nhé. Như vậy là 1298 mà chia cho 354 thì sẽ được là 3 và dư đến 236. Như vậy lúc này mình sẽ có là ta có 1298 sẽ bằng 354 nhân cho 3 cộng cho 3 236. Đúng không? Vậy mình kết luận là vậy. Q sẽ bằng 3 và R sẽ bằng 236. Giờ tiếp theo là câu B. 40.685 bằng 985 nhân Q cộng R. Như vậy mình sẽ lấy 40.685 mình chia cho 985 thì sẽ được là 41 và dư 300. Như vậy là mình sẽ viết là 40.685 bằng
985 nhân cho 41 và cộng cho 300. Rồi mình kết luận là vậy. Quy bằng 41 và R bằng 300. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 cái nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Trong phong trào xây dựng nhà sách của chúng ta, lớp 6 IQ được 3 loại sách do các bạn trong lớp đóng góp, gồm có 36 quyển truyện tranh, 40 quyển truyện ngắn và 15 quyển thơ. Có thể chia số sách đã khu được thành 4 nhóm với số lượng quyển bằng nhau hay không? Vì sao nhé? Sẽ làm câu số 4. Trước hết mình sẽ tính tổng số quyển sách lớp 6 IQ được lại. Giờ như vậy mình lấy 36 quyển truyện tranh cộng cho 40 quyển truyện ngắn cộng cho 15 quyển thơ như vậy sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm chỗ này, mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 6 cộng 0 cộng 5 là 11, viết 1 viết 1, hàng chục, 3 cộng 4 là 7 cộng 1 là 8, khi 1 là 9, như vậy là 91 quyển. Đúng nè. Giờ ta có nè. Như vậy nếu mình lấy 91 mình chia cho 4 thì bằng bao nhiêu? Thì sẽ được là 22 đúng không? Và dư 3 cũng. Như vậy mình kết luận là nên 99 nên 91 sẽ không chia hết cho 4 nha. Vậy mình kết luận là không thể chia được số sách đúng không? Đã khô được thành bốn nhóm với số lượng quyển bằng nhau. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nhé. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Thầy chúc các em học tập tạm biệt các em nhé.